Hello mọi người nhá. Em thường lên sóng giao lưu với cả nhà mình một chiếc đôn chất liệu bằng gỗ kate K03 hay còn gọi là gỗ đỏ này. Hàng liền khối gần như không tì vết các anh em, mới lót thôi. Em chỉ lót hai nước thôi. Chất vân thì nó quá đẹp luôn. Vân này mọi người nhá, hàng không tì vết. Đấy, hàng không tì vết luôn. Quá đẹp. Em đo chiều cao nhá. Chiều cao là được 32 mọi người nhé, 32. Đế rộng. Phần chân. Phần chân đây mọi người nhé, em đo từ chân qua đây này, 78 phân. Đấy. Mặt này. Mặt là 1 chiều 37. 1 chiều 46 năm. Đấy. Mặt là chiều 37, chiều 46 năm. Cực đẹp luôn mọi người nhé, không tì vết luôn. Vân thì quá ma mị. Cho mọi người xem luôn phần dưới đi. Bao đẹp luôn nha. Đấy. Liền lại 100% đây ôm cục đá mọi người nhé. Các bác trời chán màng là đục được. Ngồi kê tựa đều đẹp. Rất phù hợp cho anh chị nào trà với cái bàn trà thân thấp nhé. Đấy, kê tượng cao 32 mọi người nhé. Đế là rộng à. Đế rộng bao nhiêu quên rồi. Vừa nói xong lại quên. 78. Ơi, mặt 37. 46. Quá VIP. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhá.